vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của NMH. Thì có mấy bạn đó là bình luận trong video của mình á, trên kênh đó là NMH channel. Đó là tại sao lâu lắm rồi chứ anh, chưa thấy anh làm về triều vấn á. Thì có lẽ là các bạn cũng không theo dõi bởi vì mình có một kênh đó là chuyên làm về vị tướng triều vấn. Đó là kênh NMH Minh Hải á, anh em nào chưa xem thì có thể đó là qua xem nhá. Kênh đó thì mình chuyên đó là làm về triều vấn và đang là leo tốp đó là triều vấn. Thì hiện tại thì cũng đã đó là tốp Việt Nam triều vấn rồi nha anh em. Nói chung thì mình cũng đó là dành tặng đó là món quà đó là dành cho anh em đã luôn luôn đó là ủng hộ mình, bởi vì mỗi khi mình đăng clip triều vấn lên thì anh em hưởng ứng cũng rất chi là đông. Thì ở clip này thì cũng là một clip đặc biệt nữa anh em ạ, đó là mình cầm triều vấn đi lên thực tế lên cao thủ nhiều sáo xíu, cầm đi rừng đã khó rồi, cầm đi lên thì sẽ vất vả hơn rất chỉ là nhiều nữa. Nhưng mà thôi không sao cả anh em ạ, khó mà thành công được nó mới hấp dẫn đúng không. Thì mình cũng không biết đó là có thể đó là lấy được cục vàng hay không, nhưng mà cũng cố gắng thôi, bởi vì cục vàng thì sau một tháng nó mới reset. Còn hiện tại thì mình đang đó là tổ Việt Nam rồi, được đó là cục tím rồi. Bởi vì thực tế thì lấy cục vàng thì sau một tháng thì nó mới reset, thì hôm nay đó là cũng đó là gần hết rồi anh em ơi, tầm đó là hơn 10 ngày nữa đó là sẽ reset, thì không biết có kịp điểm chiến lược hay không, bởi vì thời gian thì cũng khá là bận nữa. Thứ nhất đó là khi anh em mắc điểm rồi thì anh em phải đấu đỉnh cao nhá, mà đỉnh cao thì chủ yếu mở vào buổi đêm thôi, mà mình thì nhiều khi cũng bận nữa không thể đấu được. Thứ hai nữa thì mình cũng làm đó là video nên là cũng mất thời gian edit rồi đăng lên nữa. Thứ ba nữa thì mình cũng có đó là nhiều anh em đó là nhờ mình cày thuế, thì mình cũng cày cho anh em nữa nên là cũng khá là bận. Nên là việc đó là leo lên tổ Việt Nam vậy là cũng một thành công rồi. Nếu mà lấy được cục vàng thì sẽ ok hơn, thì mình cũng sẽ cố gắng thôi. Nếu mà được thì tốt, còn không được thì anh em cũng thông cảm nhá. Cảm ơn anh em rất chi là nhiều luôn. Nhiều anh em hỏi mình đó là bảng ngọc như thế nào, bảng ngọc ra sao. Thì thực tế á, thì trận đấu nào cũng vậy anh em ạ, vị tướng nào cũng vậy. Mình làm mình luôn luôn đó là trang bị á và phù hiệu thì mình để đó là cuối phân clip, để anh em ví dụ xem xong và thì anh em biết à đây rồi, trang bị và phù hiệu đây rồi. Bên cạnh đó thì bảng ngọc mình luôn luôn để dưới phần mô tả nhé. Bất kể vị tướng nào cũng vậy, làm về vị tướng nào thì mình để bảng ngọc dưới phần mô tả. Bên cạnh đó trong trận đấu mình cũng phân tích bảng ngọc lên ngọc đỏ là gì, ngọc tím là gì và ngọc xanh đó là gì, cực kỳ là cụ thể luôn. Nên là nhiều anh em đó là chưa xem hoặc là mới vào tầm khoảng 30 giây 1 phút gì đó, ồ thế anh em ơi chả nói về bảng ngọc, chả nói về đó là trang bị gì cả rồi anh em lại ra rồi lại rồi bình luận phía dưới đó là video, thì thực sự đó là có lẽ là anh em cũng chưa xem nên là cũng chưa biết được. Ok, còn mình thì mình luôn luôn là rất chỉ là cụ thể cả trong clip, cả đó là dưới phần mô tả cho anh em về bảng ngọc luôn, vì tướng nào cũng vậy. Bởi vì cánh này thì mình làm gọi là đa dạng tướng mà. Ví dụ nhiều anh em rằng đó là muốn vào xem bảng ngọc phạt mà dòng mình hơi khó nghe, nên là nhiều khi thì mình phân tích bảng ngọc trong trận đấu thì chưa được đó là rõ ràng để anh em có thể nghe được, thì anh em kéo dưới phần mô tả đơn giản vậy thôi, đúng không anh em? Thì nếu anh em cảm thấy hữu ích á, thì đừng quên để lại cho đó là mình một like, một đăng ký kênh Đồ Tinh Thần. Thì clip này mình cũng trình bày cho anh em về đó là triều vấn đi lên thôi, biểu đồ, bảng ngọc và phù hiệu. Thực tế khi lên cao thủ vài chục sáo ở giai đoạn đầu mua mà cầm triều vấn đi lên thì đồng đội đó là cũng chửi luôn anh em ạ. Và thực tế thì mình nghĩ là cũng rất chỉ là khó, nhưng mà mình nghĩ cũng không sao cả. Nếu mà anh em biết đó là cách vận dụng điểm mạnh của triều vấn thì anh em cũng sẽ đó là chơi ok thôi. Anh em không biết đi rừng, cầm triều vấn đi lên vẫn ok. Thì những tình huống này thì anh em thấy mình luôn luôn đó là di chuyển ở những bụi cỏ này. Tại vì sao như vậy? Để tránh trường hợp bị lộ tầm nhìn á.
Rồi pha này thì sơ cơ tém địch đó là bắn vào để bắt mình, nhưng mà pha này thì tém bên mình đó là mít lại hỗ trợ kịp thời nữa, tiến sơ cơ lên bảng điểm số. Những tình huống đó thì anh em nên cháy nhé, bởi vì sơ cơ thì nó khi kích hoạt chiêu hái, những cú đấm của nó khi mà đủ điểm rồi á, khi mà tụt xuống vách nó đấm chiêu hái phải thì sẽ cực kỳ là đau, nên là những pha đó thì phải hết sức đó là cẩn thận. Bây giờ mình ăn luôn nhẹ đó là con giới này, rồi di chuyển lên đó lấy luôn đó là cái trụ ở đường ta thân. Hiện tại thì về thế trận thì tem bên mình đang thọt hơn so với tem địch khá là nhiều, 4-7 dành cho hai bên. Mình thì sẽ cố gắng lật tạo lợi thế lấy được những cái trụ này. Rồi pha này thì tuy là thấp máu vẫn solo luôn anh em ấy, để xem ai thắng, để xem ai thắng. Ôi ông Sucker đang dùng bộc phá mang theo bộc phá anh em ạ, và cuối cùng thì mình bị kết liễu bằng cái bộc phá. Tình huống đó mà mình đầy cấy máu, sơ cớt thì đầy cấy máu rồi, mình mà đầy cấy máu thì chắc có lẽ mình ăn được phá đó, cho dù có bộc phá đi chăng nữa. Nhưng mà do lượng máu của mình hơi thấp xíu, lượng đám của mình bây giờ thì chưa phải là tốt. Nhưng mà giai đoạn V6 là một câu chuyện khác nhá. Nhưng mà trận đấu này thì tem bên mình đang thọt quá, cùng mất đó là cái trụ đường ta thân, cái trụ đường rông. Bây giờ tem bên đích đang ép đó là đường dừa nữa. 40. Nói chung chơi điều vấn thì mình nghĩ đó là thế trận thọt thế này thì mình quen rồi. Anh em xem thì anh em xem bên đó là cánh kia, cánh đâu mà hạt Minh Hải ấy, thì thử có lẽ là anh em có nhiều trận gọi là có lẽ là thua gần gọi là 100% rồi vẫn lật kèo được. Bởi vì tưởng điều vấn thì đầu game chưa mạnh á, giai đoạn V6 mới có thể là mạnh và phát huy tối đa sức mạnh của vị tướng này. Điểm yếu của Triều Văn đi lén đó là về việc phạt húy điểm nội tài. Bởi vì đi gánh á, đi rừng thì anh em đi gánh được nhiều, có thể hà hoặc phù tướng địch, thì quá đó giúp Triều Văn sẽ tích lũy điểm nội tài tốt hơn. Còn việc anh em đi lén thì chắc chắn là anh em phải ốm phám là chủ yếu rồi. Không lên bảng điểm số vậy là một thành công rồi. Pha này thì ra tém bàn, rồi là bắt mình tốc biến bỏ chạy quay trở lại xả ra thương. Có chiêu một phạt nữa, quẹt phạt nữa. Siêu Việt dành cho ra, nhưng mình ăn được cái màn chấm dứt. 1-1, phá đỏ là lời. Bởi vì khi ăn được màn chấm dứt thì sẽ cung cấp cho mình đó là khá là nhiều lượng vàng. Ra tem bàn áo nhảy. Thế để thì ở giai đoạn này thì lượng đám của mình chứ phải là một bổ là tiền tém địch lên bảng điểm số luôn. Nhưng mà giai đoạn V6 là một câu chuyện khác nhá. Nhưng mà quan trọng nhất đó là có được V6 hay không thôi. Ôi cắng cắng nhá, Violet tém địch sánh rồi anh em ạ. Violet này giờ thì ăn được màng liên tục luôn, cực kỳ là sánh đến từ vị trí xạ thủ của tém bên địch. Đám chủ lực của tém bên địch á, mà sánh thì cũng hơi khó chơi, hơi vất vả ấy. Và anh em thấy thì bây giờ tém bên địch đang ép đường dừa đúng không? Mình sẽ đó làm gì? Anh em thấy thì mình đó là sẽ luôn về đó là phía sau này. Tại sao mình ở đấy? Bởi vì anh em thấy thì tém bên mình cũng đang ra, và mình nghĩ tém bên địch sẽ di chuyển về và qua đấy. Đây, pha này thì bắt Violet này, ăn được cái màn chấm dứt của Violet, 455 vàng. Vậy là quá ok luôn. Tém bên địch thì có Alistair, một vị tướng khả năng bắt lẻ tốt, nên là đã việc đó là mình bắt đối phương, bắt xả thương chủ lực của tém bên địch là phải sốc đám được. Chứ không sốc đám được là bị Alistair nó khóa, nó áo và lấy lại liền á. Rồi pha này bắn vào chơi luôn này. Tại sao pha này mình bắn vào chơi được? Bởi vì chỉ có mỗi mình Alistair, ăn được cái màn chấm dứt của Alistair nữa, hai màn chấm dứt. Quá đó thì cung cấp cho mình được cái lượng vàng sẽ tốt hơn. Mà anh em cũng biết rồi, đừng có bao giờ để Triều Vân sánh. Để Triều Vân sánh là xỉu nửa hối hận á. Nói chung mình thì cũng thích đó là những trận đấu khó khăn anh em ạ. Khó khăn lật kèo nó mới hay, chứ nhiều trận thì dễ dàng quá. Hôm qua mình đăng clip đó là á thú dễ dàng quá anh em ạ, tém địch buông xuôi luôn. Nên là trận đấu đó thì cảm giác đó là mình cũng không thích, chứ không phải nói là anh em đúng không. Anh em vẫn thích đó là những trận đấu hấp dẫn lật kèo nó mới hay. Đặc biệt thì rank cũng cao nữa, nên là kỹ năng của người ta cũng tốt, chứ không phải đó là dạng vừa. Nên là phải hết sức đó là cẩn thận anh em ạ. Hiện tại bây giờ anh em thấy Alistair đúng không? Alistair một mình, thì tém bên mình có hai người, nó chỉ khóa được một người thôi. Một là khóa mình, hai là khóa ná. Rồi pha này khóa ai? Nhưng mà pha này mình hất tung một phát đó là băng bổ chiêu cuối. Và cuối cùng thì Alistair lên bảng điểm số rồi. Điểm mạnh của Alistair là bắt lẻ và phải phụ thuộc vào đồng đội nữa. Nếu mà đi một mình thì Alistair sẽ cực kỳ là yếu. Chú ý phe ta, Gray ta.
Bây giờ thì mình ăn được con giới rồi thì chắc có lẽ là di chuyển về thôi. Bởi vì thứ nhất, đó là ra tém địch thì cũng khá là khó chịu, nó mà ở thế chủ động nó có thể gọi là dồn con bó mình lên bảng điểm số không kịp làm gì luôn á. Bây giờ mình làm gì anh em thấy thì tém bên địch đang ép đúng không? Mình sẽ luôn phía sáu. Chơi chiều vẫn là phải thế này này đây. Luôn phía sáu này. Bắt một phát mình tém địch lên bảng điểm số. Quay trở lại xả sát thương bắt luôn đó là AD của tém bên địch. Hai nguồn sát thương đó là đám to nhất của tém bên địch lên bảng điểm số rồi. Sử dụng chiêu 1, đánh một phát làm chậm và pha này thì sẽ bắt luôn sơ cớt nha. Chạy đâu, mình chuẩn bị có ulti rồi này, bắt luôn đó là hai người này. Chạy đâu, mình đang còn tốc biến rồi anh em ạ, tốc biến chơi luôn này. Lật kèo là đấy chứ lật kèo là đâu nữa. Hiện tại đáng thấy tầm nhìn của đó là rừng tém địch đúng không? Mình nghĩ là rừng tém địch đó là sẽ di chuyển qua cây bùi này, mình sẽ núp đấy để bắt này. Bổ chiêu cuối này, rồi chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số này. Ngon ngay, thì đó là một cách đó là di chuyển để giúp anh em gọi là đoán ý nghĩa của đối phương và bắt mục tiêu một cách đó là tốt nhất. 13 màng thì mình ngắn gọi là 9 màng của team rồi. Rồi pha này ra này, chơi luôn không? Đây thì ra này. Ôi, thôi xong rồi. Pha này mình sai rồi. Thực tế thì không phải sai nhưng mà ra nó zone combo đẹp của anh em ạ. Kiểu là nó sử dụng đó là chiêu hái trúng binh phá ra làm mình bị gọi là giảm giáp phép và cuối cùng thì nó zone combo đẩy lui liên tục. Áo nháy đến từ vị của rá. Nói chung phá đó thì mình thực tế thì cũng chủ quán nữa. Bởi vì tầm khoảng cách của rá thì hơi xa một xíu. Chứ mà tầm tiếp cận được gần thì mình bổ chiêu cuối trước thì sẽ đó là an toàn hơn. Áo nháy. Về chất tưởng thì tém bên địch đó là ở giai đoạn cuối game thì sẽ mạnh hơn tém bên mình. Bởi vì tém bên mình văn héo văn ná ở giai đoạn cuối game thì khá là yếu. Được đó là ghi đủ mình và Prey giá cũng khá là ổn. Nhưng mình nghĩ thì cũng cố gắng đánh thôi. Hiện tại bây giờ thì về đồ đạc thì mình lường đám thì có lẽ là cũng tốt rồi. Bây giờ có một phá giáo tránh nha. Mình sẽ núp đấy để xem rồi bắt được cái hay không này. Rồi cho tém địch đó là Skirt di chuyển quá đà anh em ạ. Rồi bắt nè. Ôi xích mình nhưng mà hiện tại thì anh em thấy thì lượng máu khá là thấp. Xích mình thì cũng vô dụng và cuối cùng thì tiền đó là hai người lên bảng điểm số. Rồi pha này thì có lẽ đó là ra tém địch hết chạy đây anh em ạ. Tầm này thì ra thì chắc chắn thì lên bảng điểm số rồi. Van heo tém mình lên phép nên là bắn vặt ra tém địch bốc hơi luôn á. Gọi là 3-4 người đánh một người thì không bao giờ có cửa để có thể mà chạy được. Rồi pha này chơi luôn này, mình đang còn tốc biến này, tốc biến và bổ chiêu cuối này. Thì đó, rồi pha này bắt luôn, ôi bắt luôn, lên bảng điểm số tiếp theo này. Thế lớn này, trận đấu này ăn màng hơi bị đả luôn anh em ạ, với cái tốc biến nữa thì sẽ tạo được cực kỳ là nhiều bất ngờ. Triều vẫn mà mang trong mình cái tốc biến nữa thì thực sự đó là bắt xa thủ hay là những vị tướng khác. Có lẽ là không bao giờ nó trật được anh em ạ, tốc biến một phát, bổ chiêu cuối một phát, sử dụng chiêu 2 rồi sử dụng chiêu 1. Thì không bao giờ có cửa để có thể chạy được nữa, cho dù các vị tướng cỡ đông nhất. Đó là điểm mạnh đối với Triều Vân, đó là mang tốc biến. Càng về sau thì Triều Vân càng khỏe thôi. Bởi vì cộng thêm điểm nội tài nữa mà. Rồi pha này chơi luôn này, một đem lên bảng điểm số này. Đẩy thể linh lên cao thôi anh em ơi. Tầm này thì kể cả sơ cớt, đó là mình đánh cùng đáo rồi nha, sơ cớt này. Chạy đâu bạn ơi. Skirt gọi là chất tưởng, gọi là trâu bo máu nhiều nhưng mà gọi là tụt máu không phanh luôn. Trận đấu thì cũng đã trải qua đó là gần 14 phút rồi. Bây giờ thì vẫn chưa lấy được đường lĩnh siêu cấp nào cả. Mình thì sẽ núp đấy để xem đó là bắt được Violet hay không nhá. Nhưng mình nghĩ thì cũng khá là khó. Chạy nhanh quá đến từ vị trí của Violet á. Rồi. Hiện tại, ôi bây giờ mình khá là thấp máu nha. Tém bên địch thì nguồn sát thương phép cũng rất chất là lớn đến từ đó là vị trí của rá. Cũng như đó là vị trí của tú lén nữa. Về Triều Vân thì mình nghĩ là một chất tưởng quá là dễ chơi đó. Mình nói là một vị tưởng gọi là thân rừng quốc dân. Anh em nào chưa lên cao thủ thì cầm vị tưởng này quẩy lên cao thủ thì sẽ cực kỳ là dễ luôn. Về bộ chiêu thực thì có lẽ là mình cũng không cần phân tích nhiều này anh em ơi. Chiêu thứ nhất thì tăng tốc độ di chuyển nè, miễn hiệu khống chế. Kèm theo đó đòn đánh thương thì sẽ được cường hóa. Chiêu thứ hai kích hoạt thì giúp anh em gây quẹt sát thương rồi giúp anh em đó là khá là nhiều thứ, đó là hút máu này, rồi tăng 200% tốc đánh luôn. Ôi, thôi xong rồi, đây là điểm yếu. Điểm mạnh quá là tớ.
kiểu là mình tưởng là luôn phía sau để bắt á, ai dè là ai là tớ nó phát hiện, nó sử dụng chiêu cuối phát và đơn giản nhẹ nhàng thôi, lướt đó là ngón trỏ lên bấm đó là chiêu cuối phát và mình dính đơ luôn. Và cuối cùng tém bên đích xả ra thương, nhưng mà đó cũng là một điều kiện thuận lợi dành cho Na tém mình đẩy lẻ anh em ạ. Đấy, Na múa đi bạn ơi. Nhưng mà ra tém bàn thì dọn dẹp lính rồi. Thì đấy là cũng một cách để giúp anh em tránh trường hợp bị thua một cách gọi là không đáng có nhá. Khi tém bên địch đó là vào trù thì anh em dọn dẹp lính trước. Anh em dọn dẹp lính trước thì khi đó đám vào trù sẽ rất chỉ là hạn chế, chứ anh em đánh người thì có thể là lên bảng điểm số luôn rồi pha này. Một pha gọi là hai bên sử dụng quả cầu băng xương, kỹ năng cũng tốt anh em nhá. Hai bên đều là né cả, một bên thì nghỉ lối điều, một bên thì nghỉ rồi chiêu cuối, và cuối cùng hai bên bật quả cầu băng xương. Và tém bên mình thì giành phần thắng, đó là do có là sự hỗ trợ kịp thời đến từ Ná nữa. Hay đấy, nói chung hấp dẫn anh em ơi. Về phần trang bị thì mình sẽ đóng phun đam dành cho đó là Triều Vân thôi. Đầu tiên thì dây kiến cương kháng hiệu khống chế, tiếp đến thì đó là cái đao truy hồn nhá. Đi đường tha thân thì cái đao này cực kỳ là quan trọng luôn, giúp giảm khả năng hồi máu của tém bên địch nữa. Sốt đô thứ ba thì đó là phức hợp kiếm để những cú bổ rau hơn thôi. Sốt đô thứ tư thì thành kiếm chí mang. Sốt đô thứ năm thì quanh đánh thì đối phương dưới 50% máu chịu thêm 30% sát thương. Và cuối cùng đó là giáp hồ mệnh để đảm bảo an toàn thôi. Biểu đồ này thì lượng đám của anh em sẽ cực kỳ là tốt rồi anh em ạ. Rồi ra về lượng đám rồi, bây giờ ăn ta thân xế giá luôn nhá. Ok, mình thì đã ăn được đó là con ta thân xế giá rồi. Tốc biến chơi luôn Violet này, bổ phạt Violet tém địch lên bảng điểm số. Những pha này thì mình cũng bị đó là bốc hơi luôn rồi. Không sao cả, đấy là tạo điều kiện thuận lợi dành cho tém mình tổng tấn công và kết thúc trận đấu luôn thôi. Hay quá anh em ơi, cứ đe xả thứ chủ lực của tém địch bắt là chắc chắn thì sẽ thành công thôi anh em ạ. Và bây giờ thì tém bên địch đó là lên bảng điểm số đó là 5 người rồi. Bây giờ tém bên mình tổng tấn công có lẽ là trận đấu cũng kết thúc. Về phù hiệu thì mình vẫn sử dụng má tính nhá. Còn về bảng ngọc thì anh em lên cho mình như sau. Ngọc đỏ 5 viên đó là tỷ lệ chỉ mang. Và 5 viên còn lại thì anh em lên cho mình, đó là tỷ lệ chỉ mang và xả thương chỉ mang. Ngọc tím thì gọi là công vật lý và tốc chạy. Còn ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình nhá. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho Nấm Hạt một like, một đăng ký kênh. Bye bye.